Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn backup và chuyển dữ liệu từ hai chiếc iPhone sang nhau. Và đây là chiếc iPhone của người dùng. Đây là chiếc iPhone 5S và trên tay mình đây là chiếc iPhone 6. Và đây là chiếc iPhone 5S thì quý người dùng là bán đi và đổi sang chiếc iPhone 6. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn backup dữ liệu luôn. Đây, và bây giờ mình sẽ trên tay mình còn iPhone 6, mình sẽ cắm cáp kết nối máy tính. Đây. Mình sẽ mở lên, sẽ mật khẩu. Và nói chung là trước khi backup như này thì máy tính hiện như này thì các bạn chọn chữ tin cậy. Và trước khi backup thì các bạn nhớ là kiểm tra kỹ là phần cài đặt. Xong kiểm tra mục iCloud. Nếu mà có iCloud đây thì các bạn xin mật khẩu của khách và đăng xuất ra ngoài để tránh những rủi ro đáng tiếc. Và đây là mình bây giờ mình sẽ kết nối máy tính thành công rồi, và bây giờ mình sẽ để chiếc điện thoại mình xuống. Rồi, và trên máy tính thì các bạn mở công cụ trình duyệt là iTunes. Đây. Đây là iTunes. Đây là iTunes dành để chuyên sử dụng cho iPhone. Và máy tính điện thoại chúng ta là chưa nhận, mình sẽ cắm lại. Đây, và đang chuẩn bị thiết bị. Và đang chuẩn bị nhận. Các bạn chọn tiếp tục và chọn bắt đầu. Ở đây các bạn xóa đi. Ở đây các bạn click vào mục ở đây các bạn chú ý vào cái mục mình sẽ kéo cái ô của mình sang bên này tí. Ở đây là có các bạn tí là có cái mục sao lưu. Đây là mục sao lưu và cloud thì các bạn chọn máy tính. Và đây các bạn chọn sao lưu. Đấy. Đây là quá trình sao lưu đang được tiến hành. Đây. Các bạn đang sao lưu iPhone của khách đây. Đây. Trong quá trình sao lưu như thế này thì các bạn nên kiểm tra dung lượng OC. OC của mình thì nói chung sắp đầy. Và mình sẽ nhồi bớt cái này đi, cút đi chỗ khác. Nói chung là trong quá trình chạy thì các bạn phải chịu khó đợi tùy theo dung lượng của người dùng. Nói chung là các bạn không thể vội được. Nói chung là nhiều người dùng ít thì các bạn backup nhanh, còn mà người dùng nhiều thì các bạn sẽ phải backup lâu. Và mình sẽ có cái gì thì mình sẽ nhồi nốt sang cloud. Đây rồi mình sẽ xóa lại đi. Và quá trình của backup của mình thì đã thành công. Và bây giờ mình sẽ tắt cái này đi đã. Mình sẽ vào mục mình sẽ bật phần mềm là iTunes 3. Đây trên tin máy tính mình là công cụ phần mềm iTunes 3, mình không thấy nó đâu được. Đây, nó sẽ nằm đây. Mở công cụ iTunes 3 này các bạn đây vào công mục vào cài đặt. Đây vào mục iTunes backup đây. Mình nhớ đây được phải. Đây. Đây là phải file backup của chiếc iPhone. Và mình sẽ xóa đi. Và trên tay mình đây thì chiếc iPhone là mình muốn backup vào. Đây, một máy dữ liệu là chưa có dữ liệu gì. Và mình sẽ đây. Một máy mới tưởng chưa dữ liệu gì và mình sẽ cắm các cái lối. Cũng như thiết bị kia, nếu mà thiết bị này sẽ đòi tin cậy thì các bạn sẽ chọn tin cậy. Đây các bạn sẽ chọn tin cậy và trên máy tính, và mình sẽ đặt điện thoại xuống. Và trên máy tính mình sẽ mở công cụ iTunes. Đây. Chờ quá trình là iTunes và thiết bị nhận với nhau. Đây các bạn sẽ ra bảng như này, các bạn chọn chào mừng các bạn đến iPhone mới. Đây là thiết lập như iPhone mới này. Đây là khôi phục từ bản sao lưu này. Đây là mình chọn bản sao lưu này, bản sao lưu mình vừa sao lưu xong đấy. Đây mình chọn bản sao lưu của iPhone này và mình sẽ chọn là tiếp tục. Đây các bạn sẽ chọn tiếp tục. Đây là quá trình khôi phục iPhone đang được bắt đầu. Nói chung là nếu mà dung lượng ướt thì các bạn sẽ rất nhanh thôi. Đây.
trình chạy là rất nhanh. Đấy. Các bạn thấy không? Mình bày rất nhanh. Đây là dữ liệu của khách là rất ít. Đấy, ok. Và trên mình thì thiết bị bắt đầu đang chuẩn bị là khởi động lại. Quá trình chờ đợi thì các bạn chịu khó chờ đợi trong một lúc chứ không có thể là lấy luôn được. Đây, chờ thiết bị iPhone của bạn khởi động lại và sử dụng bình thường. Đây, các bạn chịu khó chờ nhé. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đến luôn đo luôn phần trăm pin và số lượng sạc. Đây. Và mình đã mở sẵn công cụ là iTunes 3. Mình đang dùng bản phiên bản Trung Quốc. Nói chung là mình dùng nhiều phiên bản Trung Quốc rồi. Thì là mình quen. Nếu các bạn dùng xong các bạn có thể tải bộ ngôn ngữ tiếng Việt. Đây là mình kiểm tra đo phần trăm pin. Đây máy ảnh, đây là phần trăm pin. Đây. Pin đây rồi dung lượng máy là 1.610 mAh, dung lượng chỉnh là 1.000 chuẩn là 1.751 mAh. Đấy. Các bạn đây, đây là số lượng sạc là 608 lần sạc. Của pin này cũng sạc cũng khá nhiều rồi các bạn. Đây. Nói chung là mình đến đây là các bạn chúc bạn thành công nhé. Xin chào các bạn. Đây. Trong quá trình đây các bạn. Xin chào các bạn nhé.